Đó bạn kìa. Cái này kia có đó. Đó tỷ tỷ đó, tỷ tỷ đó. Trời ơi, bữa nào mẹ kêu cái chú đó dắt mấy bạn lại cho con chơi nghe. Đó tỷ tỷ nhìn con kìa. Tỷ tỷ ơi. Đó muội muội kìa, muội đừng đi cầu thang không? Ở cái đuôi của bé Ly kìa. Trời ơi, có miếng chả à. Và Ly kìa, Ly đòi ăn chó quýnh lộn. Quán cục, mấy bạn quýnh lộn gì miếng chả kìa quán cục. Hôm nay chắc là mình nói thật với cả nhà mình từng gặp hình. Tỷ kìa, tỷ nằm hiền bên kia thương quá Ngọc. Tỷ nằm kìa ha. Tỷ là bé nâu quá. Ủa nó đang nằm ngủ mà nó chạy lên đó, nó dòm kìa. Trời ơi, cô nó đứng nè. Đó, bữa nào mẹ kêu chú dắt mấy bạn lại nhà mấy bạn chơi nghe măng cột chùm. Ơi măng cục qua tivi nè.